Dạ vâng. Dạ chúng con xin bắt đầu. Dạ thưa sư, thế nào là một thiền sư, và ví như vị sư chưa chứng sơ thiền hay sơ quả có nên dạy về thiền chỉ hoặc thiền quán không ạ? À? Kính tri ân sư. Ngay trong câu hỏi đó đã có vấn đề. Bây giờ nếu mà nói rằng phải có sơ thiền, có sơ quả thì xin hỏi ai là người xác nhận việc nó đắc hay chưa đắc? Có nghe kịp không? Ví dụ như nói rằng giờ nói là phải đắc mới dạy, thì tôi hỏi vậy chứ mấy vị mà họ họ như ngài Pa A hoặc ngài Mahasi đó thì dựa vào đâu biết là họ có đắc? Nếu mà họ mình muốn biết thì chỉ có cách là tự họ nhận thôi. Mà nếu mà có cái chuyện mà tự nhận á, dầu là họ nhận đúng hay nhận sai, đó là một cái chuyện rất là nguy hiểm. Bởi vì bữa nay cho tôi nói thiệt luôn, cho tôi nói thiệt, ép tôi thì tôi phải nói nha, chứ tôi không muốn nói, nhưng mà ép quá thì tôi phải nói. Tức là ai cũng biết chứ dân Việt Nam á, là cái chuyện đó rất là nguy hiểm. Tôi đã nói là tôi đã nói rồi, bây giờ tôi nói lại lần nữa. Cái tiêu chuẩn của hôm nay là chỉ có pháp học thôi. Tức là nghe vị nó nói cái gì rồi mình về mình dò lại trong kinh điển. Đó là điểm duy nhất mình tin được. Chứ còn mà đòi là phải đắc này đắc kia thì rất là nguy hiểm, bởi cái đắc đó là không ai kiểm tra được hết. Tôi nói nghe hiểu không? Thí dụ như ngài Pa Ao, ngài Pa Ao và ngài Su Min mà ngài giảng, tôi có lòng nghi ngờ thì tôi nghe xong bây giờ tôi dò trong kinh điển, ít ít ra tôi có điểm tựa. Còn bây giờ nói rằng phải đắc mới dạy đó thì tôi không biết tôi dựa vào đâu để biết vị đó đắc, chỉ trừ phi vị đó nói nha. Mà Việt Nam mình mà nếu mà có cái tiêu chuẩn mà sơ quả sơ thiền á, mà mới dạy được á, thì rất là nguy hiểm. Với Việt Nam, Việt Nam mê cái gì lạ, chẳng hạn như cách đây mấy hôm Việt Nam mình á, là tung cái tin là có một vị nào đó ăn mặc te tua đó, là trời ơi cả đám thôi tung hô. Tôi xin nói thiệt, tôi nói này ra tôi nhục lắm, nhưng mà không thể không nói, tại quý vị ép phải nói. Cái đó rất là bậy, bởi vì theo luật á, chuyện đầu tiên á, muốn biết vị đó tu chân chánh hay không thì dựa vào hai điểm. Thứ nhất là cái tri kiến, chứ không thể nào thấy lim dim mà nói rằng vị đó tu đàng hoàng. Thì tôi nói thiệt chứ trên đời này nó là biết bao nhiêu người mà lim dim mà phát hiện ra thấy ghê lắm, cho nên cái lim dim nó cũng khó nói lắm à. Cho nên đành phải dựa vào cái gì mà mình có nền tảng kiểm chứng. Trong khi cái chuyện đầu tiên đó là y áo mà mặc vậy là sai luật, bởi vì trong luật không cho phép một vị tỳ kheo mặc cái y mà tùm lum mà như vậy nha, nhớ nha. Cái đó tôi nhắc lại lần nữa, cái chuyện đầu tiên tôi chưa biết vị nó đắc cái gì, giữ giới thế nào, mà chuyện đầu tiên đó là đã sai luật cái chỗ là mặc tùm lum. Thứ hai, một cái người có lòng thiểu dục đó thì họ trốn chui trốn nhủi trốn ai mà đi mà lòe như vậy, mà cả đám mà nó đam mê nó đắm đuối thì nó kẹt quá. Nhưng mà chưa một vị chưa đủ, bây giờ mới giọng thêm vị nữa, vị kia là y vàng mà pha tí xanh tí tím, còn bây giờ có vị còn chơi ghê hơn nữa là mặc nguyên bộ màu trắng, rồi trên nó điểm tùm lum nó giá dưới. Theo trong luật cái đó là nó sai bét rồi, bởi vì hình ảnh của vị sa môn thích tử không phải như vậy, không phải như vậy. Và thiểu dục thật sự đó là người ta, tôi nhắc lại lần nữa, thiểu dục thật sự là người ta trốn chui trốn nhủi, chứ không có phải mà đi mà nghênh ngang như vậy để cho thiên hạ ngắm nhìn, thì cái đó cái tính diễn xuất nó nhiều hơn hơn là nội dung nha. Mà Việt Nam mình đó, cái đó mình dân mình, tôi nói cái gì về chính trị là một, tôn giáo là hai, dân Việt Nam là những con cừu, những con chiên khờ lắm, nó kẹt như vậy đó. Có lẽ là do một thời gian dài nhìn thấy những vị mà tôi tạo gọi là phú tăng á, sang giàu chùa to Phật lớn, họ bị ớn rồi, họ bị nhàm, họ bị dội rồi, giờ lòi ra cái gì mà nó ngược lại họ thì họ theo cái đó thôi. Cái đó thì nếu mà đến Phật pháp mà đến theo kiểu cảm xúc như vậy thì nó nguy hiểm lắm nha. Ở đây cũng vậy, cái chuyện mà nói rằng đắc thiền ấy, mà mới đắc thiền thiền hoặc là đắc đạo mới dạy được, thì tôi xin hỏi hai câu. Câu thứ nhất, ai là người có thể xác định rằng cái vị đó đắc, trừ phi chị đó vị đó nói ra. Như vậy thì mình chỉ còn có một cách thôi là coi vị đó nói cái gì đó, cái đó cái điểm này mình còn dựa được nha. Chứ còn mà nói rằng mà phải đắc cái mới dạy được thì cái tiêu chuẩn đó, thứ nhất tôi nói thiệt, thời này mình tìm được cái vị đắc là cũng đỏ con mắt, nếu mà có thiệt đó, tôi đang nói đắc thiệt á. Còn nếu mà không đắc mà tự nhận thì nó nhiều cách lắm. Một là nói thẳng ra tôi đắc, còn hai nó là diễn lim dim đi đứng lừ đừ chậm chạp mắt ngó xuống vậy đó, y áo thì tả tơi, chỉ cần ăn theo cái bình bát nữa là hốt cả đám đệ tử luôn. Cái đó thì cái đó nó nguy hiểm nha. Cho nên tôi giả định tôi là một người đi tìm đạo học thiền, thì tôi cái mà tôi chú ý là ông đó nói cái gì, chứ còn mà cái chuyện mà ông nó có đắc cái gì thì tôi sợ ba cái nhãn hiệu lắm nha. Cho nên chuyện đầu tiên là ai ai cho mình biết vị đó đắc, trừ phi chị vị đó nói.
Mà nếu mà cái chuyện mà tự nói ra mà nó được phổ biến thì như vậy thì Việt Nam thánh không à, không? Cho nên tôi xin quý vị cẩn thận. Quý vị hỏi tôi vậy chứ ai là người có khả năng, có thẩm quyền để dạy, thì tôi xin nói thời này thì tôi chỉ dựa vào vị nào có giáo lý thôi, có pháp học. Ví dụ như Ngài Phá Ao, Ngài không phải nói không, mà những điều Ngài nói đó mình phải cắm đầu mình nghe. Mà những điều Ngài nói mình nếu muốn mình có thể kiểm chứng. Ở đây trong room này có nhiều người đi học Thái Lan, học Biến Điện, có lẽ hiểu tôi muốn nói cái gì. Ngài Phá Ao không phải là vị thiền sư tự phát tự nhiên cái là trên núi 30 năm cái nhào xuống cái mở thiền viện, phải, mà Ngài có cái quá trình học thuật rõ ràng lắm. Ngài Phá Ao là người, một người nếu cần phải nói Ngài là một vị học giả đó, Ngài giỏi lắm. Các vị có đọc những cái công trình của Ngài về Mahapatthana mới thấy Ngài là một vị học giả uyên thâm về Patthana, về Atidam, chứ không phải là Ngài thì dở. Ngài là một tay phải nói là cực giỏi về Pali từ hồi trẻ đó. Từ hồi trẻ là Ngài đã tốt nghiệp cái trường Pali. Và bản thân Ngài là một học giả Atidam. Và mà Ngài cũng có một cái chiều dài tu tập thiền định, tu tập thiền quán với các vị danh tăng, tên tuổi địa chỉ rõ ràng, chứ còn đó, bởi vì đó là những cái mình kiểm chứng được. Chứ còn ba nó mà đắt mới dạy được thì tôi thấy ghê quá, bởi vì thứ nhất biết ai đắt, thứ hai nữa, cái này nó thiệt. Có theo trong kinh đó, thì có những trường hợp người ta đắt thiệt nhưng mà người ta không có khả năng dạy. Còn có nhiều người vị còn họ có khả năng dạy nhưng mà họ không có đắt. Nó có trường hợp đó. Chứ và nếu mà mình chỉ biết khư khư là anh có đắt anh mới dạy thì cái đó tôi xin nói, thứ nhất là vị đó có đắt hay không, thứ hai nữa là nếu mà vị đó có đắt thiệt nhưng vị đó không có cái kiến thức về giáo lý thì cũng kẹt. Chẳng thà cái ông phàm tăng mà ông có kiến thức giáo lý đó, mặc dù ông chưa thực chứng, ít ra ông dắt mình đi đúng cái chuyện ông không biết, ông chưa từng ăn canh chua lần nào hết, ông chưa từng uống cà phê lần nào hết, nhưng ít ra ông biết cái cách pha chế cà phê, biết cách nấu canh chua thì ít ra mình cũng còn hy vọng. Còn đằng này mình nói rằng cái ông này ông từng ăn, mà dựa vào đâu biết này từng ăn canh chua, từng uống cà phê là một. Thứ hai nữa, coi chừng họ có ăn canh chua, họ uống cà phê rồi nhưng mà họ là người vụng về trong kiến thức, trong diễn đạt, thì coi chừng á cuối cùng cái cà phê mà ông dạy mình pha, cái canh chua mà ông dạy mình nấu có vấn đề nha. Cho nên đến lúc này tôi vẫn lặp lại là đối với tôi thì cái tiêu chuẩn để mà đánh giá một vị sư như thế nào, hoặc là một vị thiền sư như thế nào, một người có thẩm quyền để dạy đạo hay không, thì theo tôi vẫn chốt lại một câu là những gì bị đó nói, những gì bị đó viết, mình có thể kiểm chứng được. Còn nếu mà nói tôi không có khả năng kiểm chứng thì tôi xin chia buồn nha. Tôi xin chia buồn bởi vì đi học đạo mà nói tôi không có khả năng. Nếu mà không có khả năng thì không chuyện gì để nói. Không còn chuyện gì để nói với người như vậy. Cái người nói là tôi không có khả năng kiểm chứng lời sư phụ thì thôi hết ý nha. Ok, tôi cho là đã trả lời xong rồi đó. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, thưa sư, câu hỏi tiếp theo cũng liên quan về pháp hành. Dạ, sư cho con hỏi, khi niệm và định mình yếu thì đề mục tâm quán khiến mình phóng dật thất niệm, con đọc trong sách sư. Vậy mình trở về hơi thở để cho niệm và định mạnh lên phải không ạ? Con cảm ơn sư. Ok, này nó có chuyện thế này, nói mà nghe nhột. Tôi xác định tôi chưa có đắc sơ thiền sơ đạo nha, nhớ nha, chưa nha, tôi chưa có đắc cái kỹ hết, tôi chưa có đắc gì hết. Tôi chỉ dựa theo cái kinh sách tôi biết, và trong room này có người hoàn toàn có thể kiểm chứng lời tôi nói. Thứ nhất là trong tăng chi á, Đức Phật ngày trong cái phần mà hai pháp á, ngày có dạy thế này, những ai thấy mình định còn yếu á, thì nên tìm đến cái người mà mạnh về định để hỏi. Những ai mà thấy mình yếu về tuệ đó thì nên tìm đến cái người mà mình tới thấy hoặc mình tin là tuệ họ mạnh đó, hoặc là họ chuyên tu tuệ đó, mình hỏi. Đó là một bài kinh, mà bài đó có trong Kalama, có trong cái bộ Nhật Tụng Kalama có. Rồi cái bài kinh thứ hai đó, Ngài dạy rằng là có bốn hạng hành giả. Đó là chỉ trước quán sau, tức là tu thiền định trước và tuệ sau. Rồi cái hạng thứ hai là tuệ trước mà tu thiền định sau. Có hạng thứ ba là chỉ quán song tu, tiếng Pali gọi là Yuganatta. Yuganatta là chỉ quán song tu. Hạng thứ tư là chỉ tu thiền quán thôi. Tu thiền quán mà thôi, tổng cộng là bốn hạng nha. Thì tùy cái căn cơ của mình, các vị hỏi sao biết, mà tùy thì cái này chỉ một là giáo lý bản thân, hai là phải kiếm thầy bạn. Nhưng mà trong kinh có cho mình biết bốn hạng như vậy. Rồi cái hợp tài liệu thứ ba, đó là chú giải của kinh Mahapatthana Trường Bộ, tiếng Pali gọi là Sumangalavilasini. Đó là cái tên sách đó, tên sách Sumangalavilasini. Thì trong đó có chú giải, bài kinh niệm xứ, trong đó nói thế này: cái người ái tham ái nhiều mà cái trí chậm ấy, thì tu thân quán. Ái nhiều mà
trí nhanh thì tu thọ quán. Tài kiến nhiều mà trí nhanh, trí chậm á, kiến tài kiến nhiều mà trí chậm thì tu thọ quán, đó tu tâm quán. Mà tài kiến nhiều mà trí nhanh thì tu pháp quán. Ở trong đó chỉ có nói đến tham ái và tài kiến thôi. À, đây tôi thấy ở đâu tôi nói cái đó. Tôi nghĩa là nãy giờ tôi cung cấp các vị ba tài liệu. Tài liệu một là ngày khuyên yếu cái nào thì thấy mình yếu cái gì thì nên tìm đến thầy bạn mà mình tin á để mình hỏi, đúng không? Thấy mình yếu niệm hay yếu định thì nên tìm đến người đó mình hỏi. Cái bài kinh thứ hai là ngày xác nhận rằng có bốn hạng hành giả như vậy đó, không? Chỉ trước quán xa, quán trước chỉ xa, chỉ quán cùng lúc và tu thiền quán mà thôi. Và cái tài liệu thứ ba đó là chú giải kinh Đại Niệm Xứ trong trường bộ kinh ấy, không? Rồi bây giờ hàng cái câu hỏi của các vị là muốn trao dồi định và trao dồi niệm thì bằng đề mục nào, thì tôi xin ôn lại một chút. Các vị vào ở trong thanh tịnh đạo, thông tin đạo mà cái phần định, phần giảng về đề mục đất ấy, không? Phần đề giảng đề mục đất đã cho địa chỉ như vậy rồi mà nói sư ơi con biết tìm ở đâu thì tôi cũng chia buồn luôn nha. Người ta đã cho tới đó rồi, tức là thanh định đạo phần định mà cái mục mà giảng về đề mục đất ấy. Cho chỗ ta nói rất là kỹ, tức là cái căn tánh, cái khuynh hướng như thế nào thì nên tìm đến cái đề mục nào. À, thì mình rồi trong đó cho biết tới những người mình may mắn mình gặp được những cái vị mà chân sư minh sư mà họ kèm cặp cho mình nó thì quá tuyệt. Còn không nó tự mình học giáo lý mình dò, trong đó có ghi rõ cái người mà tham nhiều thì cái biểu hiện như thế nào. À, từ sở thích cho đến sinh hoạt, sân nhiều, si nhiều, tham, tính sân, tính si, tính tầm, tính giác, tất cả là sáu tính. À, tức là tôi trong bản dịch chúng tôi dịch lại đó là tính, là dục tánh, nộ tánh, độn tánh, à, rồi đảng tánh, à, rồi mộ tánh và ngộ tánh, tất cả là sáu khuynh hướng tâm lý. Thì trong đó ghi rõ là mình tự mình xét hoặc là hỏi sư phụ, nếu có sư phụ thì tự mình học giáo lý mình xét. Tức là những cái đặc điểm về tánh ý, sở thích, sinh hoạt, hành trạng của người tánh tham thì nó có những cái đặc điểm gì? Sân, si có đặc điểm gì? Tánh tầm, tánh tính và tánh giác có đặc điểm gì? Chứ còn mà mình không thể nào mà nói chung chung là con là tánh con vậy có hợp đề mục nào, nên nhớ phải có tài liệu, phải có kinh điển thôi nha. Lỡ có trật á, mà dựa theo kinh điển mà mình có hành trật thì nó không có tích. Còn cái này cắm đầu thờ một sư phụ nào đó mà cái sở học ông có vấn đề và không có căn cứ, không? À, thì cũng kẹt. À, mà tôi xin chia buồn lần nữa, tôi là người Việt Nam mà tôi ớn người mình quá đi, không? Sao dễ tin quá, người mình là cứ mê hình thức. Thì hỏi thì nói, chứ còn tôi thấy kinh điển thì em chịu học. Kinh điển chịu học. Tôi nhắc lại, thanh định đạo á, phần định đọc cho kỹ, không? Phần định. Rồi tiếp theo đó là coi trong kinh tạng cái bài nào mà nhắc nhiều về thiền chỉ, thiền quán thì mình dò ngược trong chú giải. Mình đọc chánh tạng nhưng mà mình dò chú giải, mình coi chú giải cái chỗ đó giải thích làm sao. À, giải thích làm sao. Ví dụ như là như tôi vừa nói đó, là mình thấy mình thuộc về cái khuynh hướng tâm lý nào thì mình theo đuổi khuynh hướng đó. Rồi trong đó ví dụ như quý vị hỏi tôi bây giờ thì trả lời lung tung mông lung, bây giờ sẽ chốt lại giùm câu trả lời được hay không, thì tôi nói thế này. Cái đề mục mà gọn nhất để bắt đầu cho cái người mà sơ cơ đó, thì tự mình coi mình là người đức tin nhiều hay là tham nhiều hay là sân nhiều. Thí dụ tánh mình tham nhiều đó, thì mình coi mình tham cái gì. Tham ở trong vấn đề nam nữ, tham trong vấn đề ăn uống, tham trong vấn đề chỗ ở, tham trong vấn đề vật dụng, tham trong cái quan hệ xã hội, mình coi mình nặng cái gì. Thí dụ như mình tham ở trong vấn đề mình có những người họ tham, những cái tham họ nặng về thân xác, họ thích điểm tô trang sức, hương liệu mỹ phẩm, thì đúng họ phải quán cái gì? Quán thể trược hay là quán tử thi. Chẳng hạn như bản thân tôi thì có hai cái đề mục mà tôi tâm đắc nhất, đó là trong tôi dựa theo kinh gì đó, kinh Karimananda. Kinh Karimananda thì khi mà ngài Karimananda ngài bị bệnh thì Đức Phật ngài dạy cho ngài Anan 10 cái pháp quán niệm, thì trong đó có hai cái pháp quán niệm mà tôi đặc biệt tôi chú ý. Đó là cái pháp quan niệm về vô ngã. Thân này do duyên mà có, lắp ráp hoàn thành, có rồi phải mất. Trong đó có cái pháp quan niệm vô ngã. Cái quan niệm thứ hai mà tôi tâm đắc ngay lúc này đó là quan niệm về bệnh tật. Trong 10 pháp quan niệm của kinh Karimananda đó, trong đó có cái pháp quan niệm về bệnh tật. Tức là mình cứ nhớ rằng mình có thích cái gì, mình có đầu tư cái gì, mình có hy vọng mỗi cái gì, thì cuối cùng mọi thứ này sẽ kết thúc bằng một cơn trọng bệnh, trừ ra trường hợp mình bị tai nạn, rớt máy bay hay là bị đụng xe,
cây đạ ngồi đây, cây đổ đá đè, đất lở. Chứ còn nếu mà trừ những tai nạn nó ra đó, thì ai cũng phải kết thúc bằng một cơn bệnh hết. Dầu đó là chết già, dầu là chết già đó cũng phải kết thúc bằng một cơn bệnh. Thì ngay lúc này mà cái ám ảnh tôi nhất trong lúc này đó, mấy ngày nay tôi nghe đau dữ lắm, đau nhiều, bổ tử, đau lắm. Mà đây chính là lúc mà thiên sứ nó tới báo mình biết. 53 tuổi mà như vậy thì nếu mà có ráng lắm đó, thì ráng lắm đó, thì chắc cũng 20 năm nữa, bởi vì nó rượu rã rồi. Thì như vậy tôi quay lại cái câu hỏi của cô. Đó là muốn trao dồi định thì mình có gồm, có mình cũng gồm có mấy cái đề mục mà dựa theo cái căn tánh của mình, khuynh hướng tâm lý. Còn muốn tu tuệ thì nãy nói rồi, cũng phải dựa vào mấy cái đề mục hợp với căn tánh của mình. Nhưng mà nói lên cho nghe là dầu thiền sư hay là dầu bản thân mình cố ý mình để mình dò ra được đó, thì cái dò đó nó cũng tương đối. À, bởi vì cái thích hợp nó có hai trường hợp. Thích đề mục thích hợp nó có hai. Một, thích hợp là bởi vì mình theo cái đề mục đó, đó mình có được niệm tốt hơn, định tốt hơn, tuệ tốt hơn, thì cái đề mục nó được gọi là đề mục thích hợp. Nhưng mà nó có trọng thứ hai nữa, là đề mục thích hợp chính là cái đề mục mà sau này mình đắc đạo với nó. Thí dụ như tôi rất thích đề mục bất tịnh, thí dụ như vậy. Nhưng mà sau một thời gian, có một lúc nữa đó, tự nhiên tôi đổi qua đề mục hơi thở, thì tôi đắc đạo. Thì lúc bây giờ trong mấy mươi năm qua là tôi mê đề mục bất tịnh, thí dụ như vậy. Nhưng mà giờ cuối khi tôi vừa đổi qua đề mục hơi thở thì tôi chứng đạo. Thì như vậy mấy mươi năm qua đó, đề mục bất tịnh nó cũng là một đề mục thích hợp. Thích hợp là vì tôi tu tập nó, tôi được nhiều cái thành tựu. Nhưng mà bây giờ tôi lại đắc đạo nhờ cái đề mục hơi thở. Đề mục này xưa giờ tôi cũng thích lắm, không? Nhưng bây giờ khi bước vào đề mục này tôi thử được có 1-2 ngày rồi tôi đắc đạo. Thì trong trường hợp đó đề mục hơi thở lại cũng là đề mục thích hợp. Như vậy đề mục thích hợp nó có hai. Một là nó cho tôi nhận ra cái sự tiến bộ, thấy rõ của mình. Hai là đề mục đó gọi là thích hợp là bởi vì chính đề mục đó đưa tôi vào cái sự chứng đắc, thành tựu thánh trí. Thì nãy giờ tôi nghĩ tôi nói cũng nhiều rồi đó, không? Trong cái câu hỏi rồi. Dạ, chúng con kính tri ân sư. Dạ, thưa sư, câu hỏi. Dạ, thì cái căn tánh thì mình thực ra là mình cũng phải 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 coi biết. Trong đó làm ơn cái bàn, dạ. Tôi thù bàn đó. Bây giờ cứ vô cái đạo coi trong đó nó nói cái gì, cái bàn hoài, cái dân mình không biết ghế khoái bàn không à, mà không có ghế lấy gì ngồi, thích bàn coi. Người ta niết dạ, bàn thế... mình mới có bàn chứ, thì chưa chịu niết mới có bàn. Dạ, kính tri ân sư. Thưa sư, câu hỏi kế tiếp thì cũng là liên quan đến thiền sư. Thì một vị này hỏi, dạ xin sư chỉ dẫn cho chúng con cách thiền quán 12 nhân duyên. Dạ, kính tri ân sư. Cái đề tài này là chỉ riêng cái câu này không, là tôi giảng 18 ngày nha, 18 ngày. Cho nên là tôi chỉ gợi ý thôi, là bài chuyện đầu tiên mà con vào trong cái quyển kinh nghiệm tuệ quán mà bài của ngài Mô Cốc. Ngài Mô Cốc á, Mô Cốc, ha, Mô Cốc. Làm ơn đọc cái chữ Mô Cốc, trong đó có, cái bài của ngài Mô Cốc, ngài giảng về cái quan hệ giữa 12 duyên khởi và cái pháp môn tứ niệm xứ á, ha. Rồi. Còn cái chuyện mà quán niệm 12 duyên khởi đó thì trong pháp môn tứ niệm xứ các vị dòm tôi, chuyện đầu tiên các vị thuộc lòng cái chi pháp của 12 duyên khởi chưa? Vô minh là cái gì? Đó, vô minh đó là tâm sở si. Là gồm có 4 cái bất tri, 4 hoặc là 8 cái bất tri. Mình nói 4 đi, 4 là vô minh trong tứ đế đó. Không biết mọi thứ là khổ, không biết mọi cái đam mê trong khổ là nguyên nhân sanh khổ. Không biết rằng cứu cánh thoát khổ là hết cái đam mê trong khổ. Và không biết rằng bát chánh đạo là con đường dẫn đến cái sự chấm dứt cái niềm đam mê ấy. Đây, không biết cái đó. Từ nền tảng không biết cái này nè, nó mới dẫn đến cái chuyện là mình đầu tư các nghiệp thiện ác, cái đó gọi là vô minh duyên hành. Do không biết mọi thứ là khổ cho nên mới còn trốn khổ tìm vui. Đấy, mà mới trốn khổ tìm vui có hai cách, một là làm ác, hai là làm thiện. Thì làm ác đưa xuống, đưa mình đi xuống, mà làm thiện đưa mình đi lên. Thì từ cái chỗ có nghiệp thiện ác nó mới dẫn đến cái tâm đầu thai, tâm tái sinh, tâm tái sinh vào các cõi này. Rồi từ cái chỗ có cái tâm đầu sinh, tâm đầu thai vào các cõi, mình có đủ 6 căn hay không. Bởi vì tùy thuộc vào cái nghiệp thiện ác mà mình tạo, mà mình đầu thai vào cõi nào. Tùy nghiệp thiện ác mà mình có tâm đầu thai cõi nào. Có những cái tâm đầu thai nó dẫn về cái cõi mà có đủ 5 uẩn, đủ 6 căn.
Có cõi, có cõi thì nó không đủ năm quẩn, nó không đủ sáu căn, có cõi thì nhất quẩn e có vô ha đó, cái cõi thì bốn quẩn cho tôi vô ha đó, cái cõi thì đủ năm quẩn cho nhau vô ha đó, bù mí hả. Rồi từ cái chuyện mình đầu thai cho trong đó đó thì mình mới có đủ sáu căn hay không, và hãy có sáu căn á thì có sáu xúc sáu thọ. Xúc tức nghĩa là sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức, còn sáu thọ là cái mà bất khả ly, hãy luôn luôn hãy có xúc phải có thọ. Và trong cái hành trình sanh tử á, hãy kế sau cái thọ là luôn luôn lại, hãy gặp thọ ưu á thì mong mong trốn được nó, à gặp thọ ưu thọ khổ thì mong trốn được nó, hoặc là đang khổ như vậy hướng tới cái ngọt ngào, hướng tới cái hỷ lạc. Còn nếu mà gặp thọ lạc thọ hỷ thì khỏi nói rồi, là đam mê trong đó đúng rồi. Còn nếu gặp thọ khổ thọ ưu á, thì lại mong hướng tìm cái ngọt ngào, tìm đến cái lối thoát. Như vậy là thọ duyên ái là chỗ đó, mà hãy ái ở cấp độ mạnh đó thì gọi là thủ. Bởi vì ái mà đi kèm với nói thì Atida nó ái tâm tham học tà đó, đích thí gạch tá thì gọi là đích thí gạch tá lô phải chích tá, là cái tâm tham học tà nó lúc bây giờ nó đã thủ thủ chính chính là tham ái với tài kiến thôi. Như vậy hết mà do có ái và thủ thì nó lại vô tình nó lại quay lại cái vòng tròn cũ, có nghĩa là nó lại trở lại với nghiệp thiện ác. Do thích thú trong cảnh trần, do thích thú cảnh trần nó mới có chuyện đầu đầu tư thiện ác. Lúc bây giờ mình đầu tư nghiệp hữu, mà hãy đầu tư thiện ác nghiệp hữu có nghĩa là mình đang kính đạo tạo ra cái sanh hữu, tức là tạo ra trong đầu thai, có nghĩa là mình quay ngược trở lại cái vòng tròn sanh sanh vòng tròn duyên khởi. Mà hãy có tâm đầu thai là phải có tái sinh đầu đời, phải có tái sinh thì phải có già bệnh chết sầu bi khổ ưu não. Mà khi mà có cái sầu bi khổ ưu não nói gọn á là có khổ thân khổ tâm á, thì bắt đầu sao ta, ở cái tên mà còn vô minh á, ở cái tên mà còn vô minh á, khi mà nó gặp sầu bi khổ não thì phải ứng đó là sao, là trốn khổ tìm vui. Mà nó vì nó vô minh trong bốn đế mà, cho nên là nó không biết rằng mọi hiện hữu là khổ. Và chính như vậy cho nên nó trốn cái khổ này bằng cách là nó đầu nó tư một cái khổ khác, nó tìm đến một cái khổ khác. Như vậy thì cái vòng tròn sinh tử nó cứ lặp đi lặp lại hoài, do không biết mọi thứ là khổ nên đúc đầu vào khổ, do đúc đầu vào khổ nên tiếp tục tái sanh trong các cảnh, mà do tiếp tục tái sanh các cảnh lại tiếp tục tạo nghiệp thiện ác, do tạo nghiệp thiện ác mới quần vẫn quanh lại các cõi. Mà nó cứ cái dòng con gì nhông không gì đà gì đà cha các kẻ là kỳ nhông, dân tiên cổng mẹ chạy ra đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy vô, dân tiên cổng mẹ chạy vô đụng phải cái bồ cổng mẹ chạy ra, mà mình cứ đi hoài như vậy thì cái tu tập từ quán là sao? Tùy cái căn cơ của mỗi người, ví dụ như bây giờ tôi đang tham, tôi đang thích cái gì đó thì biết rằng đây là ái, biết đây là ái, đây là một mắt xích trong duyên khởi. Khi tôi giận tôi biết đây là sầu bi khổ ưu não, lại là một mắt xích trong duyên khởi. Khi tôi có tâm tham ái, tôi biết, tôi vừa biết đây là ái mà tôi còn biết cả đây là thọ lạc hay là thọ hỷ, tôi cũng biết rõ rằng đây là thủ, tôi cũng biết rõ đây là nghiệp hữu, tôi cũng biết rõ đây là phi phúc hành, tôi biết rõ thì đó là quán duyên khởi, quán vậy. Nó có nhiều cách, tôi nhắc lại lần nữa, các vị có thể có thấy nhiều cách nữa, nhưng mà đó là một cách mà tôi biết. Cái là khi tôi khởi tâm tôi thích nè, tôi đang ngồi mà tôi nghe có cái mùi ai chiên xào nó thơm nó thoáng qua, tôi vừa nghe thích cái tôi biết liền, tôi biết đây là bất động hành nè, tôi biết đây là vô minh nè, do vô minh, do vô minh tôi mới thích chứ, đây là vô minh nè, đây là phi phúc hành nè, đây là lục nhập nè, bây giờ nói là tỷ nhập mà, đây là lục nhập nè, đây là tỷ xúc, đây là cũng là sáu xúc nè, đây là sáu thọ nè, sáu ái cũng nằm trong đây, rồi tứ thủ cũng nằm trong đây, rồi hai hữu cũng nằm trong đây, và đây chính là cội nguồn của sanh lão tử sầu bi khổ ưu não. Tức là nghĩ ngay trong cái khoảnh khắc, ngay trong cái khoảnh khắc mà tham thích cái gì đó là tôi biết ngay đây là điểm bắt đầu của dòng sanh tử này. Và khi tôi giận cũng vậy, khi tôi giận cái gì đó, tôi bất mãn gì đó, tôi biết đây chính là khổ, chính là sầu bi khổ ưu não. Bị coi kỹ phải không, cái chi pháp của gọi là cho ra mà là đúc khado manasuba yasa nè, đúc khado manasuba yasa là khổ thân mà khổ tâm ấy, thì cái đúc khá là khổ thân mà đô manasa là khổ tâm nè, thì cái sân nó cũng là cái khổ. Thì ngay lúc tham hoặc giận tôi biết đây là một mắt xích trong dòng duyên khởi, rồi tôi tiếp tục, thế nhưng tôi đang đi chánh niệm thì tôi vẫn biết đang đi chánh niệm, mà tôi đang ngồi thì biết tôi đang ngồi, đang thở ra thở vào, nói chung là mỗi lúc tôi chỉ biết một cảm thôi. Nhưng mà khi nếu mà tôi có ý quán duyên khởi đó thì tôi phải học giáo lý,
để tôi mỗi mắt xích như vậy tôi biết cái này là mắt, đây là một mắt xích trong duyên khởi. Mà tôi nhắc lại lần nữa, đừng có tham nghe cái đó cao siêu. Bây giờ là cứ học giáo lý nha, cứ học giáo lý, rồi khi mà giáo lý mình cứng á thì mình sẽ dò mình coi ở trong bà trên nét á, bà giảng rằng trong cái gọi là nội dung của tuệ quán nó gồm có 6 cái panya bhumi, gồm có gọi là quẩn xứ giới đế duyên khởi thơm. Thì bà dạy mình học, bà đề nghị là phải học giáo lý, học cái Atiram căn bản. Thì trong lúc đó, lúc mà tu tập bắt đầu bắt tay vào tu tập tuệ quán thì cái gì nổi bật thì ghi nhận cái đó. Thì hãy cái kiến thức mình mà vững thì mình có lúc mình quán niệm về bốn đế, có lúc mình quán niệm về 12 duyên khởi, có lúc mình quán niệm về năm quẩn, có lúc mình ghi nhận nó như 12 xứ, 18 giới, tùy. Nhưng mà mình phải vững, kiến thức phải vững để bất cứ lúc nào mình cũng có thể ghi nhận cái cảnh danh sắc theo cái hướng mà mình muốn. Mà ở đây cái trong tuệ quán mà xài chỉ muốn thì nó rất là bậy, nhưng mà trong ngôn ngữ bắt buộc phải xài chữ đó thôi nha. Có nghĩa là lúc đó tùy duyên mà mình chật nhận đó, ví dụ như mình nhìn cái này mình biết rồi, đây là má mình cũng được, đây là vợ của ba mình, đây là con gái của ông ngoại mình, đây là con dâu của ông nội mình, đều được hết nha. Tôi nhắc lại lần nữa, đây là má của mình thì cũng là này, mà đây là con gái của ông ngoại mình cũng được, mà đây là con dâu của ông nội mình cũng được, đây là vợ của ba mình cũng được, miễn sao mà mấy này mình biết hết thì tùy duyên, miễn sao mình ghi nhận được. Cái bà này mà bước vào mặt mình biết bà là ai. Còn chị hỏi bây giờ lựa ai, chứ bây giờ cho bà làm má hay làm vợ hay làm con hay làm dâu, tùy, up to you, tùy duyên thôi nhé. Nhưng mà dù phải biết rõ dâu là sao, con gái là sao, má là sao, vợ là sao, dù phải biết rõ nha. Nhưng mà biết rõ, biết cái bài, biết cái bà đi ngang bà là tùy mình, cái lúc có cái gì tự nhiên. Bây giờ do cái ba la mật cứ nhiều đời thì mình sẽ, cái tâm mình sẽ chốt lại ở một cái kiểu quan sát nào đó. Ok rồi cô, chúng con kính tri ân sư. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Không biết nghe dạ. Có hiểu không? Tôi rầu quá, tôi giảng là tôi xin lỗi, tôi giảng tôi sợ ma, tôi giảng đạo cho là Việt Nam nó giống như giảng nó cứ rùng mình và nó sẽ nghe một sự ngoan ngoãn, nghe cái khối nhang nghĩa trang. Biết ai hiểu, cứ nó hỏi tôi luôn. Dạ thưa sư, dạ kính thưa sư, con được biết đối với tăng ni thì các việc như bói toán, chiêm đoán, phong thủy, tử vi, chiêm tinh, xem tướng, vân vân, nếu dùng nó để kiếm sống thì được xem là tà mạng. Vậy nếu người cư sĩ kiếm sống bằng những nghề này thì có được xem là thiếu chân chính không ạ? Trường hợp người cư sĩ chỉ tự xem để chiêm nghiệm về nhân quả và nghiệp lý, không xem theo lối tìm cầu hay mê tín và cũng không dùng huyền học để kinh doanh thì có tội không ạ thưa sư? Kính mong sư giải đáp thắc mắc giúp con ạ. Câu hỏi này câu hỏi ăn gian. Câu hỏi này giống như mình hỏi vậy chứ, tôi ăn kiêng, tôi không ăn mặn, tôi không ăn ngọt, không ăn dầu mỡ, không ăn đồ chiên rán, đồ nướng. Lâu lâu 6 tháng tôi ăn miếng dưới chiên có xào không? Ngay trong câu hỏi là đã thấy xạo rồi. Tôi là người ăn kiêng mà 6 tháng được ăn một miếng à, vậy còn khỉ gì nữa để hỏi hả? Ăn kiêng mà 6 tháng chỉ ăn có một miếng chuối chiên này thì bệnh gì mà đâu có bệnh gì mình cử, tại vì 6 tháng có miếng. Khi mà mình đã nói rằng tôi coi để mà tôi chiêm nghiệm nghiệp báo đó, thì ngay trong cái con đó quý vị đang gian rồi. Nếu mà quý vị coi chỉ tay coi tướng mà để chiêm nghiệm nghiệp báo thì quý vị cao siêu quá. Tôi xin địa chỉ cho email cho Facebook để tôi tới tôi học nha. Như vậy thì ở đây mình chốt lại, tăng ni là không được đụng tới cái vụ đó rồi. Ba cái vụ mà chiêm mộng rồi mà tướng số phong thủy bùa phép là không được rồi, không. Bây giờ nói cư sĩ thì trong kinh ghi rất rõ là cái nghề nào mà mang những nội dung sau đây, nghề nào mà mang những nội dung sau đây thì bị xem là tà mạng, thì tự mình xét à. Chứ làm sao mà kinh nào mà kể cho hết được 850.000 nghề này sao kể hết. Thì bây giờ mình cứ dựa vô nội dung trong kinh cái đó. Cái nghề nào mà xâm hại sức khỏe, tánh mạng, niềm vui, sự an toàn, sức khỏe, tánh mạng, niềm vui, sự an toàn của người khác thì cái nghề đó được xem là tà mạng. Thí dụ như buôn bán chất say, buôn người, buôn chất nghiện, buôn người, buôn vũ khí, buôn thuốc độc, buôn thịt sống. Thì mình gọi mình dò vô, mình dò mấy cái này, mình nói, tại sao kỳ ta, thì rõ ràng cái nào mình buôn, cái mình buôn bán, mình làm cái nghề gì mà ảnh hưởng, nó xâm hại đến sức khỏe nè, tánh mạng nè, niềm vui nè, và sự an toàn của người khác.
Thí dụ như mình thấy mình bói, các vị biết bói làm sao mà mình nói tốt được, bói lâu lâu phải hù nó cái chứ, bói phải hù. Còn nếu mà mình bói mà mình nói toàn là chuyện vui không, vậy là nó dốc. Xin lỗi nhà, đời có đời đứa nào mà vui không? Đời là buồn, đời là nước mắt không à. Cho nên hễ bói là mình tự mình nghĩ thì bói, bây giờ quyết định bói nói chuyện vui hay chuyện buồn. Nếu nói chuyện vui là mình nói dốc, còn nếu nói chuyện buồn là mình dọa cho người ta sợ có nên hay không. Mà tự nhiên ngày đầu năm đầu tháng nó đang vui thế này, tự mình phát nó một câu mình nói là năm nay coi chừng gia đạo trục trặc, tài chánh khủng hoảng, vậy mình nghĩ mình có nên nói hay không. Mình nói làm cho người ta teo cũng không nên, mà mình cứ nói năm nay là thôi tha hồ ngồi yên phát tài thì cũng không nên, vậy thì đâm ra nói dốc phải không. Vậy là tốt nhất người Phật tử theo tu, theo tôi dựa vào nội dung trong kinh thì cái gì mà nó mang cái tính một là xâm hại quyền lợi của người khác, mang nội dung lừa đảo người khác dầu để trấn an cũng không nên. Trấn an an ủi mà nó không thật, bởi nên nhớ trong trung bộ kinh Đức Phật thì có dạy thế này: Đức Như Lai, nghe kỹ nha, Đức Như Lai không nói, khi mà Đức Như Lai phát biểu cái điều gì đó, cái điều gì mà nó có lợi cho, điều gì không có lợi mà nói ra người ta thích thì Như Lai cũng không nói. Nó điều đó vô ích mà không có lợi, điều đó không không có lợi ích mà nói ra người ta thích thì ngài không nói. Cái điều gì không đúng sự thật mà nói ra người ta thích ngài cũng không nói. Còn cái điều nào đúng sự thật hữu ích mà người ta nghe người ta cũng thích thì dứt khoát phải nói. Còn cái điều nào mà đúng sự thật lợi ích nhưng mà người ta nghe không thích thì ngài tùy thời mà nói, chọn lúc mà nói. Như vậy thì chốt lại, Đức Như Lai chỉ nói cái điều nào mà nó hỏi đủ hai điều kiện: đúng sự thật và hữu ích. Hữu ích là gì? Là nó giúp được cho cái đời sống tâm linh, cho cái con đường giải thoát. Vậy bốn cái tiêu chuẩn mà phát ngôn của Đức Như Lai chư Phật ba đời mười phương gồm có, dựa vào bốn tiêu chuẩn này: điều nào không đúng sự thật không nói, điều nào vô ích không nói, điều nào vừa lợi ích mà vừa đúng sự thật á thì mới nói. Nhưng mà nếu mà người ta không thích thì ngài tùy tùy lúc mà nói. Thí dụ như chuyện phong thủy trong kinh mình không có bác nha, có nhiều người hiểu lầm dốt dốt không vô học giáo lý là tưởng là đạo Phật bác không đúng. Phong thủy nó có cái đúng của nó, tướng số nó có cái đúng của nó. Mặc dù thầy bói mù bói tầm bậy tầm bạ thì nó tới 1 tỷ là lâu lâu mới gặp được cái người mà giỏi thí thiệt, vì chấm tiểu vi có nhiều ta nó chấm gọi nó là siêu quần á, nhưng mà nó xét về mặt lợi ích giải thoát thì nó không có. Nó đúng sự thật đó chứ, đúng bùa chú đúng á, bùa chú mà thứ thiệt nó đúng á, nó ép bụng phình lên đó đúng, nhưng mà được xét ra mặt lết giải thoát không có. Thì trong trường hợp với người Phật tử không có rớt đó. Nghe nghe nhắc lại lần nữa: đúng sự thật vô ích là không rớt, đúng sự thật nhưng mà vô ích là, hoặc là vô ích, một là đúng sự thật và vô ích, thứ hai là cái điều đó là nó vừa vô ích mà vừa sai sự thật cũng không nói. Người Phật tử chỉ dựa vào hai cái tiêu chuẩn này thôi, một là hữu ích và đúng sự thật. Có nhiều cái nó đúng sự thật mà nó vô ích không nói nha, đúng sự vô ích không nói, hoặc là hữu ích trước mắt nhưng mà nó lại là sai sự thật. Ví dụ như mình có thể mình ba cái vụ mà bói toán phù phép thì có nhiều cái nó cũng sai đó à, nhưng mà ít ra nó thì nó cũng giúp ích cho người ta, nó sai sự thật nó cũng giúp ích cho người ta, thì các cụ người tử cũng tránh luôn nha. Thì như vậy thì tôi nhắc lại lần nữa, các vị hỏi tôi thì có tin ba cái đó không, tôi trả lời thế này: chẳng hạn như chỉ tay nó là biểu hiện của tiền nghiệp, ví dụ như cái đường mạn đạo, đường tâm đạo, phải không? Được cái mấy cái cung kim tinh thủy tinh mộc tinh, tôi tin chứ, tôi tin. Nhưng mà tôi tin đây nghĩa là gì, là tôi tin đó là cái biểu hiện của tiền nghiệp. Nhưng chính những cái ngành palmistry họ cũng cho mình biết một chuyện là cái chỉ tay mình nó thay đổi liên tục, họ chỉ cho biết vậy thôi, vì cái tâm tư tình cảm thể xác thể sinh lực của mình nó thay đổi theo theo mỗi quý, mỗi 3 tháng, mỗi 6 tháng. Rồi nói theo Phật pháp mình thì cái tiền nghiệp và cái tâm lý hiện tại nó có tương quan lẫn nhau. Cái kiểu sống hiện tại của mình nó ảnh hưởng đến cái tướng của mình, ảnh hưởng đến cái chỉ tay của mình, cho nên mình coi cho vui việc thôi chứ còn nó không có giá trị tuyệt đối, phải không? Chứ nếu mà có thể coi chỉ tay, coi ngày sinh mà biết được mọi sự thì thế giới này nó đại khác rồi nha. Tôi nhắc lại, nếu mà nó cái độ chính xác của nó mà trên 70% thì thế giới này người ta đã có những cái chuyên ngành gọi là chính thức cho các trường đại học rồi, nhưng mà không, cho đến bây giờ nó vẫn là một cái bộ môn mà gọi là xé lẻ trong bóng tối, chứ nó cũng chưa được chính thức công khai nha.
Cho nên tôi nhắc lại là người Phật tử, một trong những tiêu chuẩn của người Phật tử ở trong Tăng Chi Bộ Kinh ấy, cái phần năm pháp, phần năm pháp, thì Đức Phật ngày dạy trong đó có một điều gọi là cô tú hali cam mang kalika, có nghĩa là người Phật tử tránh xa cái chuyện mê tín dị đoan. Mặc dù trong đó có nhiều cái nó có giá trị 40%, 60%, 70%, nhưng mà vẫn bị xem là mê tín dị đoan. Là vì sao? Là bởi vì nó đa phần là nó phải dựa vào cái thứ niềm tin vớ vẩn. Niềm tin vớ vẩn là niềm tin nằm ngoài tam bảo, nằm ngoài nghiệp lý, nằm ngoài cái lý tưởng giải thoát, thì gọi là niềm tin vớ vẩn. Nếu mình tin nghiệp lý thì mình cứ cắm đầu hành thiện, không có màng tướng tốt tướng xấu, không màng sanh ngày giờ nào, không màng ba cái chuyện điềm này điềm nọ, chim bao chim biết vậy. Cứ cắm đầu hành thiện, cắm đầu giữ cái thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện, còn ngoài ra là bỏ hết. Dạ rồi, xong. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, thưa sư, câu hỏi tiếp theo. Dạ, kính thưa sư, sư cho con hỏi về vấn đề triệt sản ở người nam và nữ hạ. Vì đời sống cư sĩ dễ gặp tình huống khó giữ mình, hay thậm chí tình huống không còn bảo vệ được mình, nên con cũng muốn triệt đoạn hẳn những mầm mống nguy cơ như vậy. Vì nếu lỡ mang thai thì không thể giết thai nhi, và nếu sinh đẻ thì xem như lại đang đầu tư và vướng mắc thêm vào một cuộc khổ. Suy nghĩ này chắc khó chấp nhận với người đời. Sư cho con xin được hỏi góc nhìn từ người trong đạo về vấn đề này ạ. Kính chị. Ta hỏi gọn thôi, người ta hỏi gọn là từ góc nhìn kinh điển, suy nghĩ sao về về vụ triệt sản? Cái câu đó nó vậy thôi. Dắt đi cho nó dài, nó lê thế. Rồi, ok, nó như thế này. Nếu chỉ đơn giản triệt sản từ phía vợ hoặc phía chồng với mục đích là đề phòng tai nạn ngoài ý muốn, nghe, nếu mà làm cái chuyện đó với mục đích là đề phòng cái tai nạn ngoài ý muốn thì ok. Còn có trường hợp là triệt sản để tha hồ tung tăng mà không sợ để lại hậu quả thì cái này là bậy. Có hiểu tôi nói gì không? Có hiểu không? Dạ vâng, dạ vâng. Nó có hai trường hợp đó. Trường hợp một là triệt sản chỉ vì đề phòng cái tai nạn ngoài ý muốn, và trường hợp hai là triệt sản để tha hồ tung tăng hưởng dục. Thì học thứ hai là bậy. Còn cái chuyện mà nói về nghiệp báo thì không, bị triệt sản là nó là giống như nó giống như một cái người, có nhiều người họ muốn ăn kiêng đó, họ phải làm bộ tử nó nhỏ lại. Trường hợp này cũng có, làm bộ tử nó nhỏ lại cho nó ốm. Hoặc là có nhiều trường hợp khác, ví dụ như trong cơ thể mình cái gì mà nó dư đó, thì người ta có thể cắt bớt, có thì tôi biết có, làm cho nó nhỏ lại. Thì cái chuyện triệt sản đó tôi thì nghĩ bình thường. Phá thai thì không được. Phá thai thì trong kinh gọi là trong kinh, trong Pali, trong Tạng luật có một cái thuật ngữ nói rõ cái chuyện luôn, gấp ba tá nát. Ba tá nát là làm rơi, gấp là phá thai, đó làm được. Chứ còn cái vụ triệt sản thì mình chặn từ đầu thì không sao hết, chặn từ đầu thì không có gì hết. Giống như là thuốc trừ kiến, gián, chuột, nó cũng có hai loại. Một loại là nó ăn vào nó chết. Thế nhưng mà nó có một loại thuốc trừ kiến á, mà mình rắc cái lúc mà chưa có kiến, mình quét sạch đi, quét sạch xong rồi mình rắc thì nó nghe cái mùi đó, nó không có vô, thì trường hợp đó người Phật tử xài được. Còn thứ con người ta đang bò lẫm ngõ mà mình rắc đầu cho nó co rúm, nó quấn quýu lại thì cái đó không được nha. Chứ còn mình quét sạch sẽ hết, mình lấy đồ hút đồ thổi, mình thổi cho nó hết rồi nó trống trải không có còn con nào hết, mà mình rắc cái thuốc đó lên, nó nghe cái mùi nó tránh từ xa. Thí dụ như con rắn thì nó kỵ cái mùi tỏi, kỵ cái mùi lưu huỳnh à, thì hoặc là nó có một cách nữa là cái giấy bạc, cái giấy alum mà người ta quấn đồ người ta nướng, mình bóp lại, mình bóp thành cho nó hơi tròn tròn giống như trái cầu đó, rồi mình cột dây, mình cột dây quanh nhà nó cứ xa xa có một trái cầu bằng cái giấy alum đó, mình canh sao mà cho cái trái đó nó chạm xuống đất một chút, đặng gió thổi nó cứ qué, nó cứ đưa qua rẹt. Thì con rắn nó nghe nó sợ. Trường hợp mình không có lưu huỳnh, mình không có lông não, mà không có lưu huỳnh, không có tỏi tươi để mà rắc chung quanh á, thì mình có thể mình làm cái biện pháp đó, mình lấy cái giấy bạc đó mình bóp lại thành ra một cái cầu, sau khi mình treo làm sao mình cho nó chạm cái đất một chút thôi, đặng gió thổi cái nó cứ kêu rẹt, thì cái rẹt nó đuổi rắn đi. Thí dụ như vậy, ngừa là không có tội. Thì ở đây cái chuyện triệt sản cũng như vậy mà hiểu nha. Thì nghĩa là khi chuyện chưa xảy ra thì mình triệt, nhưng mà mình tự mình hiểu triệt sản thì không có tội gì hết, nhưng còn điều là có hai trường hợp như vậy. Ok.
Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, con kính dạ kính thánh lễ sư, con tên là Su Nha Ní. Xin sư giải thích giúp con tại sao có người theo Nam Tông, Bắc Tông hoặc Mật Tông hay theo Chúa. Họ cầu xin có được sự linh ứng, vì vậy họ tin rồi theo. Như vậy, những tôn giáo đó tốt như thế nào? Tốt như thế nào đến nỗi linh ứng? Còn con tin chắc rằng Nam Tông rất có chánh kiến và con hoàn toàn tin tưởng. Chỉ thắc mắc, họ có những điều không hợp lý lắm mà lại linh ứng nên khiến con người chúng ta có nhiều loại tôn giáo đến vậy. Kính ân sư đã giảng pháp cho chúng con. Cái đêm cuối cùng trước khi mà Đức Phật ngài tịch, đêm cuối cùng thì có một ông du sĩ đến gặp ngài, ông hỏi ngài, ông hỏi gì chứ con thấy con cứ tiếp xúc nhiều vị giáo chủ đạo sư lắm, thì nghe đồn là vị nào cũng là thánh hết trơn ấy, không thì con xin hỏi có đúng không? Thì Đức Phật ngài trả lời thế này: ở đây ta không có trả lời cái chuyện ai là thánh, ai phải là thánh, cái đạo nào ra sao ta không có nói, nhưng mà ta chỉ nói cho người bốn số không thôi. Cái không thứ nhất là trên trời không hề có dấu chân, không, không trên trời, không trên trên mặt, trên hư không không có dấu chân, đó là chuyện dứt khoát đúng. Cái đó nghe mình nghe nó hơi quầy vốn, nhưng mà cái đó nó là tiền đề cho ba cái sau. Giống như trên bầu trời, trên hư không thì không có dấu chân, cũng vậy có bốn, có ba điều sau đây là không có, là không có cái gì đã hiện hữu mà lại vĩnh cửu. Cái không thứ hai là không bao giờ ngoài bát chánh đạo mà có thánh nhân. Cái không thứ ba là chư Phật không bao giờ còn phiền não. Tổng cộng là bốn không, không? Thì ở đây cũng vậy. Các vị hỏi tôi chứ mấy cái đạo kia quý vị thấy nó cũng hơi tầm sạp đi, mình sẽ chỉ nó hơi nặng là tầm sạp. Cho nên mình tin cái Nam Tông. Nhưng mà tuy nhiên đứng ở trong cái nhà Nam Tông mà cũng hé hé cửa sổ dòm qua thấy bên kia cho tụi nó xàm, mà thôi tụi nó cũng có cái hơi linh linh đúng không? Đấy. Thì như thế này. Ở đây không có bạn cái đó, mình chỉ tự quý vị hỏi lòng quý vị á. Cái lý do nào mà tôi tìm đến với Phật pháp? Tôi đến tôi cầu giải thoát hay là tôi tìm mấy cái linh linh đó. Ba cái vụ mà chữa bệnh rồi ba cái vụ gì mà cầu hồn rồi lên đồng lên cốt. Thì tự mình hỏi lòng mình cái nhu cầu mình là cái gì? Nếu nhu cầu mình là để thân lạc tâm an, tiêu trừ phiền não, chấm dứt sanh tử, không? Ba cái: thân lạc tâm an, tiêu trừ phiền não, chấm dứt sanh tử, thì ba cái này Phật pháp giúp cho mình được. Còn ba cái vụ mà linh hiển rồi nhé cô sát cậu gì đó, nếu gì thấy nó linh thì ok, nhưng mà tự mình hỏi là mình nó có nhu cầu thôi. Nếu mà mình không có nhu cầu thì thôi mình đừng nghĩ tới nó hàng chay. Ví dụ như tôi là vừa là đàn ông mà tôi vừa là ông sư, thì cái vật dụng tôi thường ngày tôi xài là cái gì thì tôi chỉ chú ý cái đó thôi. Chứ còn mà tôi không có cần nhất thiết, tôi không nhất thiết tôi phải đi ngang mấy cửa hàng mỹ phẩm, tôi nói cái đó tôi không có xài, cái đó của phụ nữ, nhưng mà sao tôi vừa không thấy cái trời, cái chai nó hay quá, cái chai nó đẹp quá, một cái nón này, một cái nón này, cái nón nó thắt cái nơ đẹp, thì tôi cái trâm này, cái lược trời đẹp quá, kệ nó, cái nón, cái trâm, cái lược, hũ phấn, chai son không mắc mớ gì tôi hết. Cái nhu cầu của tôi không phải là cái đó nha. Cái tự nhiên mắc cái vấn gì mà cứ đi vòng 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 mà Mỹ nó kêu là window shopping, có nghĩa là đi mà đi dạo cửa, còn tiếng Đức nó kêu là liếm cửa sổ, cứ là đi dòm dòm áp cái mặt vô coi nó bán gì đâu mà cái nhiều món nó không có mắc mới mình hết. Chỉ có một lần nữa mình Đức tôi đi chờ Phật tử, họ đưa tôi bác sĩ rồi tôi chờ họ lâu quá tôi mới đi rảo 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 mình vỉa hè nhá, đỡ chán. Tôi dòm thấy có cửa hiệu gì nó bán cái đồ lạ quá, tôi áp mặt tôi nhìn, tại bữa nó đóng cửa mà cái tiệm nó bữa đó nó đóng, tôi thấy nó có bán mấy cái đôi giày mà bộ nó hợp với mình. Tới hồi tôi nhìn sâu vô trong tôi thấy trời ơi, cái chỗ đó là bán đồ cho người handicap thì biết không, mấy cái ba thứ mà tàn tật, ví dụ như mấy cái tay vịn mà trong nhà tắm mà mình mua dành gắn cho mấy mấy cụ mà đứng không được, rồi ba cái đôi dép mà xài cho người bị vấn đề ở chân, rồi mấy cái ghế mà để dành cho người ta tắm, cái người già trong bồn tắm tắm nó xối xuống nước để hết. Thì lúc tiện tôi bật tôi cười cho trời, nãy giờ mình coi cho đã, rồi coi cái chỗ mà nó quớt, tại mình bữa đó đôi giày giày tôi nó hư mà mang nó đau quá đi, tự nhiên mình liếc thấy cái đôi đó nó hợp với mình, nhưng mà coi kỹ là cái đó nó bán cho mấy người có vấn đề. Đấy, ở đây cũng vậy, bà con xét coi bà con có nhu cầu gì nha. Nếu mà cái nhu cầu gọi là thân lạc tâm an, tiêu trừ phiền não và giải thoát sanh tử nó là nhu cầu chánh, thì cứ ở đây học giáo lý và sống đạo,
còn ngoài ra ba cái vụ linh hiển linh ứng cái gì đó là không nhìn thấy nha. Ok, cái nhu cầu mình vẫn giải quyết nhu cầu mình thôi, còn nếu gì thấy cái đạo này không giúp, không có đáp ứng thỏa mãn cái nhu cầu các vị thì các vị có thể lên đường đi tìm đất đạo khác nha. Nhưng mà mình đã mình thấy ở đây dừng chân được thì đừng có nhìn cái khác, nhìn thôi nó khùng á. Vậy đây. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, thưa sư, câu hỏi tiếp theo. Dạ, vì sao bà Visakha là sơ quả đoạn trừ thân kiến, nhưng khi cháu cưng bà mất, bà vẫn đau khổ đến khóc với Đức Phật? Con là phàm nhân thì phải làm sao đối diện với việc chia ly cách biệt với người mình thương quý nhất? Dạ, kính tri ân sư. À, trên hình thức á, thì cái vị sơ quả khi khóc á, cũng khóc như mình vậy đó, không có nghĩa là cũng nước mắt chảy, nhưng mà theo cái mà tôi hiểu trong kinh ấy, thì vị đó không còn thân kiến, vị đó khóc tôi cũng cái vị chuyện mà vị đó đột ngột mất đi một cái người thân mà bị nằm khóc đó, chỉ là một phản ứng, là một cái biểu lộ mang tính phản ứng mà nó là quân tập nhiều đời như vậy. Chứ còn chiều sâu nếu cho vị đó ngồi xuống một chút mà có người nhắc một câu thôi, các hành là vô thường thì nó nín liền, chứ không phải như mình. Cái đó tôi dám bảo đảm. Nhưng mà Visakha thấy bà khóc vậy đó, mà khi Đức Phật ngài hỏi bà một câu hai câu mà nín liền. Ví dụ như ngài hỏi Visakha, con có muốn tất cả dân chúng trong cái thành phố này thành bà con của con không? Cái bà đang khóc, bà ngừng nó dạ muốn. Cái ngài nói nếu mà tất cả người ở thành phố này đều là bà con của con thì chắc chắn rằng con ngày nào cũng khóc đó, tại vì ngày nào thành phố này cũng có người chết. Con hiểu ta nói cái gì hay không? Hễ có ái là nó có khổ. Bà nghe vậy là coi như bà đang ôn bài đó, bà nghe bà nín liền. Cái câu rất là gọn, cho nên nó đừng nghe rất là người có trí mà một câu một con có muốn không, con muốn ai cũng là bà con, nó vậy muốn. Nếu vậy là con khóc đã luôn, tại vì ngày nào cũng có người chết hết. Mà cái vấn đề của mình là sao? Mình gắn chặt ra đó cái ý niệm tôi là hoặc là của tôi thì cái ý niệm nó làm cho mình khổ. Cái vị tu đầu quần họ không còn ý niệm tôi là đó, nhưng họ chỉ khóc như là một biểu hiện mang tính phản ứng chỉ vậy thôi, nhưng mà xíu đó là họ khô. Nhưng ngày anh đang nghe bà Gotami mất ngày khóc, ngày sắp lại phát mất ngày khóc, nghe ngày bà Gia Du mất ngày khóc, nhưng mà khóc lên là chảy nước mắt vậy thôi. Chứ còn không phải là dãy dụa quằn quại rồi đập ngực bứt tóc thì không có. Nhớ đừng có nghe khóc đừng tưởng giống mình. Tôi cũng có dự một vài cái đám ma, tôi có thấy có nhiều người khóc rất là đàn ông, cắn chặt, cắn cái này cắn cái quai hàm lại, mắt đỏ rớt hai hộp rồi xong, nó đau lắm, nó đau tôi. Hoặc như bản thân tôi lâu lắm tôi không có khóc, mà khi đau cái gì nó rớt chân tôi đó, tôi thấy nước mắt tôi nó muốn ra, rõ ràng cái tuyến lệ nó làm việc, biết đau quá mà đau, nhưng mà xong rồi thôi, chứ còn nít cái đó là khóc đã luôn. Thì ở đây cũng vậy, đừng có nói chuyện khóc. Người bị tu đầu quần cư sĩ còn có thể gọi là có chồng có vợ sinh con bình thường, nhưng mà đừng có nghĩ thấy vậy rồi tưởng họ giống mình, không có đâu. Vì sống trong đời sống cư sĩ rồi, vì trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội thì họ phải như vậy thôi. Chứ còn họ đúng là người cư trần bất nhiễm ấy. Chỉ, mà tôi thấy cái đó có, tôi có biết được nhiều người Phật tử họ không ly dị, không phải là gì họ mê đắm cái hôn nhân mà tệ chỉ vì nó không cần thiết. Tại vì ly dị làm chi, ly hẳn ly thì tối cũng ai ngủ phòng nấy, con cái lớn rồi, ly làm chi cho tụi nó buồn, để cho nó mất cha mất mẹ tội nghiệp, cứ để về sống. Mình lấy mắt thường mình nhìn nó trụ sao mà cái ông này chính miệng ông nói ông không thiết tha, nó sống sống hay nhưng mà không có cái gì, nó bình thường lắm, bình thường lắm. Trên hình thức thì rõ ràng nó có vợ có chồng có đôi có cặp đó, nhưng mà lòng nó ngủ gắt rồi. Và cũng trong tu sĩ cũng vậy, có nhiều vị trên người cũng có lá y, nhưng mà cái lý tưởng tu học nó ngủ ngắt rồi. Có đạo cũng vậy mà đời cũng vậy, đắp y trên người mà lý tưởng Phật pháp coi như là phôi pha nhạt nhòa. Và ông ở đời thì cũng có những người mang áo cư sĩ nhưng mà cái tục niệm cũng phôi pha nhạt nhòa nha. Cho nên trong kinh mới dạy có những người đạo ngoài vỏ nhưng mà cái đời mà trong ruột, rồi có những người đời ngoài vỏ mà cái đạo trong ruột, rồi có những người trong ngoài vỏ ruột đều là đạo, có người vỏ ruột đều là đời. Có trong kinh nó bốn hạng nữa. Thì có những người hình thức là xuất gia nhưng có ruột cư sĩ, có những người cái ruột cái xuất gia mà cái vỏ cư sĩ, rồi có những người vỏ ruột đều cư sĩ, có những người vỏ ruột đều là xuất gia.
nhớ cái đó. Thì ở đây tu đùa, xem tôi nghĩ tôi đã nói cạn lời, ví dụ tu đùa rồi. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, thì đến đây con nghĩ là mình cũng đã hết giờ. Dạ, Hay thì quá, cứ... thầy biết hoài năng Phật chứ. Dạ, thì có ơn để chúng con xin kết thúc bằng một câu, một lời tri ân của một vị Phật tử gửi vào, thưa sư. Dạ, con xin phép đọc. Dạ, chúng con thành kính tri ân sư. Do nhiều duyên qua những bài pháp sư pháp thoại sư giảng đã tạo điều kiện và tiền đề cho chúng con mở mang nhiều kiến thức về Phật pháp. Nhờ có hiểu biết nhiều cũng giúp lòng tin hay tín tâm về Phật pháp cũng lớn mạnh hơn. Con cầu mong sư luôn bình an và tạo nhiều duyên lành chia sẻ Phật pháp hơn nữa cho nhân sinh hữu tình. Kính tri ân sư. Thầy của một vị Phật tử tại gia 79@gmail.com. Dạ. Rồi, lời này cảm cũng là lời lời thay lời chúng con tri ân sư. Dạ. Cảm thúc, dạ, cảm thúc. Dạ. Chúc quý vị một ngày vui, hẹn nhau tuần sau. Dạ, rồi. Dạ, chúng con tri ân sư.